hồng. Rồi ngày hôm nay sáng tôi rất là vui đã có một bóng hồng thám tử. Bấy lâu nay toàn là trai không chán quá. Thám tử xinh đẹp. Big Xin chào. Anh không phải trở lại rồi. Anh mới làm gì mà mất tiêu đi bán bún đậu quá hả? Đi ngủ. Bận ngủ quá. Ngày nào cũng phải ngủ giữ nhan sắc. Bà vợ này tôi ngủ sớm lắm. 5 giờ sáng mới ngủ. Là đi 5 giờ sáng như vậy. Tôi hiểu. À đi quay phim hả? Hai anh em quay chung mà. Bây giờ anh Hoàng rapper mà ảnh là lực sĩ như vậy, trong khi ảnh còn muốn gục ngã luôn, hỏi gì tới tôi đúng không? Tôi ngủ mấy ngày mấy đêm luôn á. À tôi hiểu rồi. Okay. Nhưng mà hy vọng bạn quay lại bạn vẫn tươi tỉnh chứ hả? Tôi lên rồi. Tôi lên rồi. Trời ơi, sao dễ lên vậy? Thôi chết lại đẹp rồi lớn đi. Thật ra là các bạn biết không, là Lan Trinh này hôm nay quay lại cũng có lý do. Là biết được là hôm nay là cái số này là có Lincoln quay thì mới chịu là quay trở lại chứ đâu phải. Đúng rồi, Lincoln phải gọi. Thôi ơi, biết mấy số là ngoài cái bà Jo này đúng không? Cái anh Hoàng chán lắm. Rồi mà cách khoa không, không có khoa này. Ê được cái ha, được cái du lịch kỳ thú mình kỳ lắm. Dán là nó phải dán là cái là sáu phần trình. Bởi vậy không giờ mình nói xấu mà chị cắt từ đi lâu quá. Thôi người lớn là mình không nên nói xấu, chỉ nên nói xấu Hoàng Bảo thôi. Thôi giờ mình giới thiệu thám tử tiếp đi. Rồi giới thiệu đi. Rồi thôi quay trở lại. Cái bên là thám tử Liên Cơ. Còn bên đây là thám tử anh Hoàng Rapper. Và tất cả. Rồi ngày hôm nay là như mọi người biết rồi, mà trận quyết đấu sinh tử cuối cùng đó là giữa cái hành trình giữa Sĩ Thanh Ti Úp và với lại Paolo. Tôi nhớ ra một lý do nữa mà tôi muốn trốn với du lịch kỳ thú gần đây, đó là tại vì coi mấy cái số bạn đi Nhật á, tôi nghe tị quá hả Gato, cảm thấy không có vui lắm trong lòng. Bây giờ mọi người biết nó có hấp dẫn lý thú như thế nào thì bây giờ đầu tiên sẽ chuyển đi của Paolo. Xin mời Paolo. Ác dễ sợ, mày đẩy đi lên đi. Trước để cho mọi người trù dập xong rồi tôn mình lên cái clip của mình như gì. Anh Hoàng nhớ là tuần trước là có cam kết với anh em là sẽ một chuyến rất là tuần trước là do sự can thiệp của đạo diễn thì tôi mới là dở đâu chứ mà tôi nói thì đạo diễn dở dữ vậy hả? Đạo diễn dở lắm. Biết tại sao không? Đạo diễn là bị có thù với tôi bắn đạo diễn mấy phát bầm cổ bởi vì ông thù lắm. Vậy mà bạn vẫn còn được làm chương trình hả? Còn được lắm, tại vì mình quan trọng quá mà. Có thì bây giờ hành trình đây nè, hành trình đây nè. Anh Trinh này sẽ là nổi óc trừng. Anh Trinh này cũng dở hay là hay? Không biết nữa. Trời. Tại vì nó quan trọng là cái bàn tay đạo diễn nhào nặng cái clip nó hay hay dở. Quan trọng là bình chọn của tụi tôi. Tỷ số bây giờ là một đều rồi. Hay mà cho đen thì vẫn thôi. Thì bây giờ nói nhiều cũng vậy thôi đúng không? Coi clip đi. Hào hiểm với nhau. Chơi đi. Hồi nãy là chơi trên cạn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi dưới nước. Đây cũng là một trong những loại hình mà mới lạ ở Việt Nam. Ủa khoan, mới lạ vậy là Basso biết chơi chưa? Thật ra thì ở bên nước ngoài á, Basso chưa bao giờ được chơi. Hả? Còn ở Việt Nam thì Basso đã từng chơi một lần rồi. Nhưng mà lần đó Basso không có chèo. Thật ra ta không ấy, ta đi tìm người nào biết, ta hỏi. Dạ. Để chơi trường phao này thì trước tiên hai anh chắc bị áo phao giùm em đi ạ. Mặc áo phao vô. Thay vì lo sợ hãy cứ tôi chèo ở Đà Lạt đàn ông đi. Một lần đi nào. Hả? Cuộc khác à? Nói gì vậy? Xưa tôi chơi cái này bên Thái á. Mình thì vẫn tự tin cho tới khi mình gặp bà Xô. Xin chào mừng anh chị mình đi chơi thuyền phao. Giờ chơi này mang tính chất mạo hiểm. Thì mình nhớ bao giờ mình chơi xong mình lên bờ, mình hãy cởi áo phao, quay nó ra, nhớ giùm em nha. Thì thuyền của mình sẽ có 4 người thì mình chia đều ra hai bên giùm em. Những anh chị nào mình ngồi bên phải để ý giùm em. Trên trái của mình thì sợ không ra an toàn. Sau đó mình ngồi hẳn lên mạng thuyền luôn. Cách mình cầm mấy chiều. Tay trái của mình cầm trên đỉnh mái chèo. Dạ. Tay phải mình cầm vào thân mái chèo. Cách chèo của mình cắm sâu mái chèo xuống và kéo ngược ra sau. Người đằng sau nhìn người đằng trước chèo giùm em để chèo cho đều. Còn tránh tay chạy người đằng trước ạ. Thuyền của em là thuyền cao su. Nếu mình không may, mình lúc mình chơi mình va chạm vào đá hay vào cây gì đó, nó sẽ tạo ra một đàn hồi. Những anh chị nào mình ngồi trên thuyền mà không vững hoặc quên sỏi chơi chân vào đai này, mình quên mất thì vô tình mình rớt xuống nước. Thì mình nhớ giùm em. Đầu tiên, mình tuyệt đối không đưa hai tay lên trời. Nhớ cho em nha. Mình đưa hai tay lên trời, áo phao sẽ ra khỏi người mình. Nếu mình rơi xuống mà trên tay mình không còn mới chèo nữa, mình dùng động tác như sau. Hai tay của mình bắt chèo cổ áo phao. Dạ, chèo xuống dưới và nằm ngửa người ra. Mình làm sao cho mình đầu mình trôi sau, chân mình trôi trước lòng nước giùm em, để khi gặp đá gặp cây đó mình đạp ra giùm em. Nếu mình rơi xuống mà trên tay mình còn mới chèo, nhớ giùm em. Tay của mình còn mới chèo, bắt cổ áo phao. Chèo xuống dưới và nằm ngửa người ra. Nhưng đó là những trường hợp những anh chị nào mình rất xa thuyền và trôi xa. Những anh chị nào mà mình rất gần thuyền, mình nhớ giùm em nha. Xung quanh thuyền này sẽ có một dây đai. Dây đai này sẽ là dây cứu hộ của mình.
những anh chị nào mình rất ở gần, mình sẽ dùng tay của mình, dạ nắm vô, dùng tay nắm vô, dạ. Rồi, ai da, sao chèo mà tạt nước vô nhau vậy? Ủa sao tới 4-5 người rồi, sao đông nước vậy? Rồi. Ekip rồi, ekip rồi. Yeah. Wow. Nay cùng đá giờ đẹp sao? À. Đẹp á. Cái hồ cùng đá mới mắc cười. Ngược dòng thôi, ngược cái này dưới vô đá mới vui, nó mới gì văng ra. Dưỡng này tôi là hết bình tĩnh được rồi đó. À. Đi đâu mình đẩy ra được mà. Rồi sao nữa? Bên trái, chào. Hai bên. Hai bên. Hai ba. Hai ba. Phải chèo. Hai bên chèo. Chèo đi. Chèo đi. Hai mắt. Hai mắt. Hai mắt. Dòng sông trái xiết lái đò chèo. Bây giờ là lúc chúng ta tận hưởng một không gian mà chúng ta rất khó mà có được. Đó chính là chèo thuyền vượt thác. Sao thấy nó lững lờ trôi thế này? Chào con. Chào con. Cú nãy nó mới đụng đá chút xíu mà. Cú đó em cũng khóc tim thiệt. Nó tưởng máy quay ra xuống nước rồi chứ. Để có những cái thước phim đẹp thì các bạn có thể thấy là chúng tôi đánh đổi sự mạo hiểm rất là nhiều. Đây nhờ Google có thể thấy đó. Thấy ông quay phim mình kia không? Đó. Mạo hiểm là mạo hiểm ở chỗ cái máy quay chứ phải ở chỗ ổng đâu. Ổng rất không sao, cái máy quay đó thì có vấn đề. Nếu như mà ai thích bộ môn này mà muốn tập phát triển nâng cao hơn thì trước tiên chúng ta phải tập tập quen ở cái mức là dễ nhất. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta có chỗ này. Mà cao hơn nữa các bạn có thể đi sâu lên bờ rọc rồi có những cái đèo, có những cái thác rất là nhiều. Cho hỏi cái chỗ đằng kia nó rào rào đó là một bậc nước phải không anh? Thì tới động thì phía trước kìa. Có cây đó nha, qua phải nha, qua phải nha. Rồi, rồi nghe lời anh thôi đó. Giờ, giờ chỉ biết nghe lời anh thôi đó. Rồi, tôi thấy nó. Nó tới rồi nè, tới rồi nè anh em ơi. Tới rồi. Lên, kèo đi, coi chừng. Coi chừng. Đó, phải gặp thác thì nổi mạo hiểm. Từ từ chứ anh phải có cái khúc này khúc kia. Khúc nào cũng muốn gặp cao cao. Cá sấu. Rồi, cùng đá. Đào, đào. Hai bên chèo. Nhanh lên. Hai bên chèo. À, hiểu rồi. Chèo đi. Mệt quá. Đây có phải là bậc khó nhất chưa anh? Rồi, sắp tới bậc khó nhất rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cầu bông. 1, 2, 1, 2, 1. Vô luôn hả? Vô. 1. Trời ơi. Cảm giác của bạn lần đầu tiên chơi trò này như thế nào? Dĩ nhiên là cảm thấy rất là sướng, rất là đã, rất là phê. Mình cảm giác mình làm chủ một con thuyền vậy đó. Và cảm giác là được hoạt động chung với đồng đội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tới một thử thách. Cũng sẽ là một thử thách ở dưới nước. Đúng hả? Cho nghĩ nghĩ sao hơi xíu nha. Không có nghĩ gì nữa đó. Vui lắm rồi. Ông ơi, cái dế ông nặng dễ sợ luôn á.
đổi xe kìa. Trời ơi. Đấy. Anh lại lụa đấy. Mày chạy chậm quá vậy. Mày giống như đi ở cửa người xem hoa vậy đó, đi ngồi. Lần đầu tiên lái cano nước à, cái này gọi là mô tô nước hả? Cái này theo thuật ngữ của nó gọi là jet ski. À jet ski. Thì cũng có thể gọi theo tiếng Việt Nam của chúng ta là mô tô nước. Thì đây cũng là một trong những loại hình thể thao mạo hiểm với nước. Bởi vì thật ra khi mà mỗi lần chúng ta đi tốc độ cao thì cái sóng nó đánh là nhưng mà nó dập đùng 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 đùng. Nhưng mà nếu như chúng ta không khéo về cái khả năng thăng bằng thì chúng ta có thể dễ dàng bị ngã qua một bên và thậm chí là lật thuyền. Nếu như về một cái tốc độ mà cao mà 60-70 km mà chúng ta không khéo, chúng ta bám không chặt thì văng ra khỏi thuyền luôn. Trời ơi, hèn gì lúc nãy thấy sao nó dập dềnh. Tại mình cứ nghĩ là giống như xe tay ga trên cạn thôi, nhưng mà nó khó hơn nhiều, giống như là xe lái như vậy mà bạn không có dám chạy nhanh đúng không? Đúng rồi, đâu dám chạy nhanh đâu, chạy chậm chậm từ từ. Thích mạo hiểm chơi quen cái trò này á thì cái vận tốc có nhiều người họ chạy được tới 60-70 và nếu như thuyền mà máy mà mạnh á họ có thể chạy hơn cả 100. Trời, rất là nhanh. Sao nổi trời. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay cũng mở rộng được tầm mắt rồi. Ủa đâu ra cây cây này vậy? Thì cái cây này là đặc biệt khi May tới khu du lịch Madagung thì có một hoạt động rất là ý nghĩa, và đây là việc mà chúng ta đang đi làm, đó chính là trồng cây gây rừng. Ồ, nhớ hồi mình học cấp 1 nè, cũng có hoạt động trồng cây nè. Dạ. Hoạt động của mình đã diễn ra trong thời gian bao lâu rồi ạ? Hoạt động này thì cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi đúng không ạ? Các bạn từ tay trồng cây của mình và chả biết gọi là cây khắp tên của mình trên đó. Rồi một thời gian sau các bạn có thể đến để xem cái cây của mình nó lớn như thế nào, nó lớn như thế nào, phát triển thế nào. Điều này có thể ghi nhận ở chúng ta đã tự tay trồng một cái cây tại khu du lịch Malagui, và cũng tập cho bản thân mình khi mà về nhà cũng có thể tự trồng những cái khoảng cây xanh để có thể giúp ích cho làm trong sạch thiên nhiên, hiểu ý không? Nhớ là về nhà trồng cây nghe không? Còn bây giờ thì tụi em nhà tôi chung cư tầng 2 để coi trồng kiểu gì. Ủa anh ơi, cái này là cây gì vậy? À, cây này cây sao. Cây sao à? Còn cắm sao là này? Nó là giống gỗ quý. Ồ, vậy là mình đang trồng một cây gỗ quý. Ủa anh ơi, vậy thì mất bao lâu thì cây sao này sẽ lớn à? Nó tùy theo, có khi 25 cũng có. Cây này thì nó là cây loại cây rừng thì chỉ cần giữ nước ổn định cho nó là được rồi, không cần nhiều lắm. Kéo hết bồn luôn. Ngày giây phút này bà Xuân đang cảm thấy rất là tự hào về vừa làm. Còn May thì nghĩ như thế nào? May thì nghĩ đơn giản thôi, là 20 năm sau nữa sẽ dẫn con mình lại đây. Đây, cây này ngày xưa bố trồng, là hồi xưa nó mọc ở tới dưới đây nè, bây giờ nó lên tới kia rồi kìa, con thấy không? Bự như cây kia kìa. Ra nó rất là ý nghĩa. Mỗi một người trồng một cây, mà cứ cả hàng ngàn người tới đây thì sẽ là hàng ngàn cây được trồng. Thì rừng càng ngày càng sẽ càng dày hơn nữa. Mày thấy mấy cánh rừng xa tích tắp đằng kia không? Nó sẽ được nối lại tới đây luôn. Tao có cảm thấy hối hận về chuyến bắt cóc của Bà Dô dành cho May không? Là tới bây giờ, cảm thấy hài lòng về chuyến đây này. Cảm ơn Bà Dô. Rồi. Hình ảnh hai cái cây động lại rất là nhiều cảm xúc cho chúng ta. Hai số trước là tại vì lá thư yêu cầu của bạn Lê Anh Hùng là làm mọi cách để thuyết phục bạn May, một người nhát gan, để chơi những trò chơi mạo hiểm. Thì ngày hôm nay qua ba clip thì bà Dô cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ đó. Có một cái điều rất là thú vị ở trong cái số này, như các bạn cũng có thể thấy là
cái hoạt động là trồng cây gây rừng, chúng ta có một cơ hội vừa du lịch nè, vừa làm cái điều ý nghĩa. Nhưng mà tôi thắc mắc cái điều là hai cái trò chơi nãy ba tôi chơi nó là mạo hiểm, tôi không thấy gì mạo hiểm. Lòng sông kiểu dòng sông lơ đãng, đi nó từ từ. Tôi thấy gì nè, là vì những cái trò chơi mạo hiểm nó cũng chia cấp độ. Nếu mà đối với cấp độ của Sĩ Thanh hay là của ba Dô thì ở này là hơi thấp, nhưng mà cái những cái trò chơi này có thể dành cho cả gia đình chơi. Cái anh hướng dẫn viên ở đó cũng nói là một phần là do thời tiết nữa. Ngày hôm đó thì thời tiết nó rất là quang đãng, cho nên là cái tốc độ mà thác suối nó không có cao như mọi khi. Trong cái thời tiết mà gió nhiều thì chắc chắn là cái sự di chuyển nó sẽ nhanh và nó nguy hiểm hơn.